Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba trong ngày hôm nay có bước tiến triển quan trọng. Sau 5 ngày khẩn trương triển khai, đến sáng nay, các lực lượng cứu nạn đã hoàn thành ngăn và nặng dòng chảy sông Rào Trăng để tìm kiếm ở khu vực đang được cho là nơi vùi lấp các công nhân. Sau bữa cơm vội, 4 giờ sáng ngày 22 tháng 11, trên 200 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4, Sở Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng dân quân huyện Phong Điền và các lực lượng khác đã hành quân từ thủy điện Rào Trăng 4 vào thủy điện Rào Trăng 3 để ngăn đập, nặng dòng chảy. Sau hơn 2 giờ với tinh thần trách nhiệm cao, cả lực lượng đã ngăn dòng sông và nặng dòng chảy một luồng khác để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông. Để chặn dòng và lắp đi quay để tạo cho mặt bằng khô ở khu vực suối để tìm kiếm ở khu vực này thì đã thực hiện. Tuy nhiên do mưa lớn ở thượng nguồn, đầu nguồn cho nên cái đi qua lần thứ nhất cũng đã bị hư hại. Sáng nay 7 giờ thì cái đi qua được khôi phục. Thì hiện nay hiện trường đang từng bước được khôi phục để có thể tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực 3. Như vậy là chúng tôi đánh giá cao cái sự vào cuộc của lực lượng vũ trang, quân đội của các lực lượng đã tìm kiếm trong hơn một tháng vừa qua. Tuy nhiên do địa hình khó khăn, rồi thời tiết không thuận lợi cho nên công việc của hộ cứu nạn có những lúc gián đoạn. Bây giờ thì cái việc của cứu nạn xin được tiếp tục với yêu cầu là an toàn, khẩn trương và trách nhiệm với quy tắc cao nhất của các lực lượng để tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 12 công nhân đã có mất tích tại Rào Trăng. Để ngăn đập, nặng được dòng sông để thực hiện công tác tìm kiếm, thời gian qua Ban Chỉ huy cứu nạn đã huy động tổng lực từ phương tiện, nhân lực, đào đắp hàng trăm mét khối đất đá trên 300 rọ đá. Cả lực lượng đã đào đắp ngang đập với độ sâu hơn 3 mét, rộng 5 mét và dài hơn 150 mét và ngang dòng sông cao hơn 3,5 mét, rộng 5 mét, dài từ bờ sông này sang bờ sông bên kia trên 15 mét. Trong chiều cùng ngày, cả lực lượng bắt đầu chuyển giao qua giai đoạn tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng suối. Đặc biệt là ba chủ chọn nghiệp vụ tinh nhuệ nhất của Trường Trung cấp 24 Biên phòng tìm kiếm các nạn nhân. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng chó nghiệp vụ để tiến hành tìm kiếm, đánh hơi, xác định các vị trí mà nạn nhân bị vùi lấp trong lòng sông Rào Trăng để giúp các lực lượng chúng ta tìm kiếm một cách nhanh nhất. Qua 4 ngày nối lại công tác tìm kiếm những người mất tích ở Rào Trăng Ba, thì các lực lượng và đã huy động phương tiện kỹ thuật làm với tiến độ cao nhất, tích cực nhất. Và có thể nói rằng đến giây phút này đã hoàn thành đến khoảng đến 90% công tác là nâng dòng. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn huy động tổng lực về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức tìm kiếm 12 công nhân mất tích còn lại tại thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để đưa các anh về với quê hương. Với sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất của chính quyền địa phương và các lực lượng cứu nạn tại đây, chúng ta cùng hy vọng công tác tìm kiếm những người còn mất tích sẽ có kết quả trong thời gian tới.